Tiếp tục qua việc anh chị ơi, ở chỗ đây có 3 lô mới tách giá rẻ quý chị nhá, 1 tỷ 450 triệu một lô đấy, 1 tỷ 450 triệu một lô anh chị nhá. Anh chị nghe không nhầm đâu, ở đây em có 3 lô vừa mới tách. Anh chị mình mua 1 lô 2 lô 3 lô đều được anh chị nhá. Đấy, nguyên cái chỗ này ngày xưa nó là một cái thửa đất to, bây giờ người ta tách làm 3 ra rồi, làm 3 sổ sẵn luôn rồi, có 3 sổ luôn rồi anh chị nhá. Đấy thì anh chị mình mua lô nào cũng được nhá, 1 tỷ 450 triệu một lô, còn thương lượng đấy, còn thương lượng anh chị nhá, mua bán là còn thương lượng. À, cho vay hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Đấy, anh chị cần em sẽ làm ngân hàng cho anh chị nhá. À, đất của mình là phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, và ở đây là tỉnh Bình Dương nhá, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ở chỗ đây để dễ hình dung anh chị này, là phía sau cái sân golf sông bé đó anh chị. Nếu mà anh chị mà biết cái sân golf sông bé, là cái thửa đất của mình nó ở phía sau cái sân golf sông bé. Rồi cái chỗ mà sân golf sông bé đó là có Aeon Bình Dương đó quý chị ha. Đấy thì từ đây mà ra Aeon cũng gần nhá, đến chỗ này ra Aeon gần, và ra chợ Lái Thiêu cũng rất là gần. Còn nếu mà gần nhất là gần với chợ Bình Nhâm 1 là đúng 1,5 km, em đo rồi anh chị nhá, đúng luôn nhá, chứ không có sai đâu anh chị nhá, đúng 1,5 km là chợ Bình Nhâm 1. Còn nếu mà ra chợ Lái Thiêu 3 km anh chị, 3 km nhá. Đấy, tất cả các cái thông tin em hãy đưa là đúng đủ, chính xác, minh bạch, công khai, có như nào review như đó quý anh chị nhá, để em không muốn làm mất thời gian của anh chị đâu. Đấy thì mình cứ có sao mình nói vậy anh chị ha, để ai mà phù hợp thì mới đi xem đấy, đỡ mất thời gian. Ở đây thì ở trên sổ thì nó sẽ có 2 cái đường anh chị, bên đây một cái đường và bên kia một cái đường, nhưng mà nhà mình sẽ sử dụng cái đường này anh chị nhá, mình sẽ sử dụng cái đường này. Đường này thì báo cáo anh chị mình là đường ba gác anh chị nhá, đường ba gác nhá. Ô tô thì nói thật với anh chị là không vào được, đây là đường ba gác anh chị nhá. Đấy, nhưng mà nó gần đường lớn quý anh chị nhá, chỗ này ra đường lớn mà đường Nguyễn Hữu Cảnh ngay phía trước là rất gần anh chị nhá, nó chỉ cách nhau 3 căn nhà thôi, chắc tầm 100 mét thôi ha, 100 mét là ra đường Nguyễn Hữu Cảnh anh chị nhá, đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đấy thì chỗ này em có ba lô đất ở chỗ này, 3 lô 3 sổ, mỗi lô ngang 4,5 m và dài hơn 12 m một chút xíu, dài 12 m, gần 12,5 m không quý chị ha. Đấy, ngang 4,5 m, dài 12,5 m đó. Thì ở đây 3 lô quý chị này, một lô từ mép nhà ra một lô, rồi là lô kế tiếp, rồi lô sát căn nhà này đó, thì có 3 lô, nguyên cái chỗ đất trống này là 3 lô luôn đấy, 3 lô 3 sổ anh chị nhá, mua 1 lô 2 3 lô đều được. Thì giá ở đây như vậy là rẻ quý chị nhá, ở đây phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, ở chỗ này ra chợ Lấy Thiêu là 3 km, đúng 3 km anh chị nhá. Đấy, em đưa thông tin là chuẩn, đâu ra đó anh chị. Còn ở đây thì gần với chợ Bình Nhâm 1 là 1,5 km, còn ra đường Nguyễn Hữu Cảnh ngay phía đầu thì rất gần anh chị nhá, chỉ 100 m thôi. Đấy, cái khúc này là gần cái đoạn mà đường Nguyễn Hữu Cảnh mà gần đường cây me đó quý chị, và gần chỗ đường Bình Nhâm 23 đó anh chị nhá, cứ tìm đi. Đấy, hoặc em ghim ở đây cho anh chị mình xuống đây mình xem nhá. Đấy, mình cứ phải thực tế quý chị. Ở đây là anh chị dễ hình dung là phía sau sân golf sông bé. Đấy, phía sau đó là phía sau cái đường Nguyễn Hữu Cảnh, là nó chạy phía sau cái sân golf sông bé đó quý chị. Rồi chỗ này ra Aeon Bình Dương cũng gần, ra Aeon là 3 km anh chị nhá, ra Aeon Bình Dương là 3 km. Đấy, còn nếu mà anh chị mình ra chợ Lái Thiêu cũng là 3 km ha. Đường thì đường ba gác quý chị nhá, đường này ba gác nhá, xe ba gác vào nhá. Gần hướng của mình là hướng nam ghé tây một tí quý chị nhá. Đấy, hướng nam ghé tây một tí. Đấy, 3 lô 3 sổ, mỗi lô là 55 m² thì sẽ có 50 m thổ cư. Đấy, có lô 57 m không quý chị nhá. Đấy thì em nói chung chung vậy thôi, em sẽ gửi sổ cả 3 sổ này cho anh chị mình xem. Ở trong đó người ta cũng ở quá rồi quý chị. Đây, đường của nhà mình này, đường ba gác anh chị nhá. Đấy thì mình ở đây thì thực tế thì mình đi xe máy anh chị nhá. Đấy, còn ô tô thì mình gửi ngay đầu đường thôi, chứ mà em nghĩ chắc là anh chị mình cũng biết mà, giá nó rẻ mà quý chị ha. Đấy, 1 tỷ 450 triệu một lô, còn thương lượng, còn nói chuyện gặp chủ bất cứ lúc nào, sổ sẵn sổ tươi, hỗ trợ ngân hàng luôn. Đấy, anh chị ơi, em chốt lại vấn đề cái ha, 55 m², 50 m thổ cư, ngang 4,5 m, dài 12,5 m, hướng nam ghé tây một chút xíu, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần chợ Bình Nhâm 1 là 1,5 km, ngay đầu đường là đường Nguyễn Hữu Cảnh và đường cây me và đường Bình Nhâm 23 ngay đây ha, 100-200 m là sẽ có 3 cái đường đó quý chị ha. Rồi ra chợ Lấy Thiều với ra Aeon Bình Dương là 3 km ha, ở đây là phía sau cái sân golf sông bé đó. Rồi em chốt lại vấn đề như vậy, anh chị nào thấy phù hợp alo cho em Hải mình đi xem thực tế nhá. Đấy, được thì mình mua. Đấy, rồi em xin cảm ơn, hẹn gặp anh chị những video tiếp theo, nhớ đăng ký kênh anh chị nhé để xem video nhé. Em xin chào.